đón là sáng giờ luôn. Quá trời quá. Vừa theo quá nhỉ. Này ngon quá nè. Cái gì rồi chú? Hả? Cái gì tôi ba gọi. Này miếng thì dám có mấy lít chứ. Thấy nhậu không? Nhậu được không? Em má lấy gai được à. Lấy nơi được rồi. Lấy gai được. Cái đó thanh, nạc. Này được hả? Ừ. Cái nhiêu? Cái chè cho ông nhậu về. Đùi cái nhiêu? Cái này lấy 7 lắm rồi. Nó hơi miếng nhiều nhất rồi anh. Không biết mỡ. Ký à? Kilo tư. Để xem. Ồ, miếng này ký tư luôn. Nhiều quá hả? Không biết rồi. Tầm 5. Lấy phương mấy chục ngàn đem gì tính ra 175 ngàn. Chỗ này lấy tiền được. Chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại kênh của hai chồng mình nha cả nhà ơi. Thì bữa nay hiện tại đang là giấc sáng. Thì hai chồng có bữa nay có ngủ mẹ với thằng em Út á, em vợ á. Bữa nay nó không có đi làm nên ngủ nó ra đây cái đồ làm nồi bún riêu ăn. Làm gì bà vợ? Nhóm lửa. Lửa hả? À? Nhóm lửa than nè. Coi bà nhúng cái nồi củi của bà ơi. Mới cho nó bắt, em bắt mà bữa nay em lụa mấy cái dừa vô nè, chụm cái đạn hồi nấu cái nồi bún riêu. Tại vì bữa nay á là nấu bún riêu cái nồi chà bá gì nè. Là phải nấu cái lò củi này, cái lò này hơi nhỏ quá. Dặn bắt rồi đó. Nhưng mà củi dừa ấy. Củi dừa. Củi dừa. Bữa nào mình ra mình chặt bữa mấy cái củi dừa với gốc mới lá dừa rồi nữa vô. Không gài làm rồi mà hết rồi. Em bây giờ đi ra đây hai mới ngồi luôn đi. Sẵn có ngồi nè. Ừ. Người ta mới mọc, ta mới bắt thôi. Mà giờ bắt đầu bắt người ta ra ăn nữa rồi. Mới chồng được có bữa trước rồi bữa nay là lôi ra ăn rồi cả nhà. Ngò. Ồ, đã cỏ nhổ nè. Nè, anh nó lên nè. Nè, cãi vợ mình chồng nè cả nhà. Ôi chị, anh nó thích cưng nha. Để quay lại, anh quay lại. Để quay lại cho cả nhà coi ha. Bà cãi vợ lên nè cả nhà. Cũng như mấy đêm anh ha. Bữa hỏi em gãi là bữa nay là chắc 2 đêm vậy. Ừ, con nãy nãy nhúng nhúng cao chưa nhỉ? Công cỏ nhỏ diệt nó liền mới được, không để nó nữa lên áp để cãi. Vợ mình cãi rồi thì vợ biết gãi của mình với đào đất làm này kia chứ mấy vụ này thì mình cũng dở không quá. Không anh, vô đất vô phân rồi cái cây mà Hà Nội sống luôn. Không, ủa, cây, tốt hơn cây này bữa hổm là nó rụi chứ. Nè có cây này rụi nữa nha. Cây này tiêu rồi, nhổ ha. Đừng đừng, cái còn hột nó sẽ sống. Sống không? Sống, nó hột cái hột nó lên. Con cây này sống nè, cây chị ho hay lắm nghe, nó chị ho rồi đó, rồi vợ mình nó đem về mấy chồng đó. Không xin được có mớ rồi, đâm uống được có lần một. Thôi giờ cãi lên, mướt hết trơn rồi. Ừ, kìa. Vài ngày lên cao. Rồi, mà món hè cãi, món cãi này lên cái hợp đồng mình làm món gì anh biết không? Làm gì? Món gì? Món gì? Cãi bánh, bánh xèo. Ờ đúng rồi, chuyên bánh xèo quá. Nhổ cải, mình ăn là bánh xèo luôn. Còn bữa ngồi nè mới chồng có bữa trước. Dạ, bữa nay uống riêu đem rồi cắt quả. Mới lôi đầu người ta ra mới cắt nè. Hai bữa này là tới sống là cũng ăn cũng được rồi đó, mốt kiếm thêm mớ nữa đầu chồng vòng vòng. Vậy cũng đủ ăn đó nha. Chị cháy mắt cũng đủ hết trơn à. Nhỏ vậy chồng vài ngày hay bắt ghế vậy. Không. Ngồi trong khoảng thường thường mà mấy ngày nó mới sống luôn, cái nhà mới đầu bắt rễ cái nhà. Em thường là em đón là bao nhiêu mấy ngày? Thì ví dụ như đất tốt, đất vô tốt đây nè, có thể 2 hoặc 3 ngày là bắt rễ rồi. Giờ nhổ thử coi. À? Mới trồng trời sáng hôm qua nè, nhổ thử coi lên rễ không? Chưa đâu. Đây rồi. Túm lại cho nó tốt. Giờ phải nhét vô đây nè. Cho nó bắt rễ. Cái phần nữa là dính liền nữa ha. Ừ, quá gạt mới cải thì đã rồi. Đã à? Thấy hai màu nè. Nè, bữa nay lên nhùm nữa. Muốn nhú nhú lên nhóc chân nè. Tham hả? Ừ. Ôi, này tham quan coi. Này ôi, đó. Cái này nó cũng lên nè anh. Em trồng cái gì đây, cái này không gì tao quá. Cái này là bông cúc. Cúc hả? Bông cúc. Ừ, còn ông này sao ngã nghiêng ngã ngửa chưa lên nè. Ổng chưa lên là lý do bữa hổm ổng chưa có nảy mầm. Nè lên cây đó. Ừ, bữa nay lên hai cây nè. Cái ông này lên nè. Nè lên còn cái hộp luôn nè. Nè. Ừ, nó lú lên á. Ừ. Còn sao hoa hồng của em sao chưa thấy lên vậy trơn vậy? Hoa kìa. Hồng em sao nó rụi luôn rồi? Hoa hồng làm như trồng khó hơn nha. Đâu coi. Nè, có hộp đó mà nó không thấy nó nảy. Có hộp nữa nha, sao nó? Ừ.
nó về đây luôn, nó nghỉ lên mầm luôn rồi, không lẽ cái này nó hư không, khó trồng không? Nào cái này mầm nó tiếu chứ ngài, có kiến gì bù không biết, nó tiếu chứ ngài. Rồi đừng đừng anh đừng có bơi nữa. Rồi đại đi, chừng nào lên nó lên. Không lên thì coi như là bỏ 20 ngàn ha. À, còn cái này mới cút lên nó chừng nè. Cút này lên nè, lên nè, lên chừng. Đây mầm hết rồi. Bắt hai em đi đặt chuột cái nhà. Có không bắt hai? Dính nào? Được 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 ba con. Ba con hả? Cho cha ăn nó vậy bắt hai. Cho nó thêm vô lạc nó đâu hơn cái kiếm chưa ra nè. Đặt cây nào không nhớ hả? Không nhớ, quên rồi, lỗ mà. Quên rồi. Vậy mà mấy chuột bởi vậy mấy chuột ra ăn cây dừa ăn tiêu hết trơn ha. Dòng kia tới đây đó. Dạ. Kia rồi quay đi thăm. Đặt chuột. Đặt chuột mấy đọt dừa nè. Đang cho chăn ăn, cái này là vườn của bên bác Sáu. Bác Sáu của mình cách nhau một cái đường kinh nè. Bả này là vườn bác Sáu, ông đặt chuột cũng quên chỗ rồi. Ông đặt chuột cũng quên chỗ kêu rồi. Kiếm không gặp. Vậy chơi hồi ra chân à. Nhớ nhớ hồi đi kiếm gặp đó. Bán được ba chuột là kìa, ăn ngon rồi đó. Ba môn nó đứng ra đi chồng hả? Ba môn chồng thì sống được nhiều đó. Cái này nè, có mới phân. Thì cái này khoảng đất nè, đất để tính dễ trải nè. Ừ. Kìa mẹ mẹ ba cái bông mà bông không biết bông nhái hay là bông nhãn thọ dĩ lên, chắc con nghĩ là bông nhái quá. Dễ trải gì mà bữa hổm con đốt, đốt xong rồi bây giờ nó ra vậy luôn. Ừ. Thấy cưng không? Bông này bông này bông gì cái nhỉ? Hôm giờ mới gãi đại mà quên rồi. Bông nhái. Nhái ông cút mà dị dỗ chung chừng. Đây bây giờ là tất cả các nguyên liệu chuẩn bị nấu cái nồi bún riêu. Bún riêu ăn cả nhà. Thì có thịt heo. Thịt heo thì nãy mới mua nè. Với huyết. Với đây có mớ xương. Với mấy con tép. Mấy con tôm sú. Tôm sú của hổm 6 cho nè cả nhà. 6 cho mình để tới giờ nè. Để tủ lạnh tới giờ nè. Với bịch chả tôm nè. Với củ cải cà gót. Với củ cải trắng. Về rau, các loại rau như là giá, rồi bắp chuối với gà muống, có bún với cà chua thì để một hồi bầm ra, rồi xào mình nấu cái nước anh. À. Nước bún riêu cho nó có cái độ màu chua đỏ với màu chua chua. Cái này thì tôm khô đi để vô nấu cho nó nghe mùi, nghe mùi. Còn quên còn cái thiếu cái gì các anh biết không? Thiếu gì? Mắm ruốc. Ruốc đâu, ruốc đâu? Đây nè, để đây nè. Có mà, sẵn mà. Mà quên. Đó, đây là gà mắm ruốc, bây giờ là chuẩn bị bắt nước lên rồi luộc huyết. Luộc huyết với luộc thịt sơ qua rồi bắt đầu mình sẽ nấu cái nước, rồi mình sẽ chế biến là cái nước gì, nước riêu, nước suốt, nước súp, nước súp, nước lèo. Cái nước riêu của nó chấm trái dừa xong, chấm trái dừa xong cho nó đỏ đen, chụp bằng cái củ dừa. Cái này là mấy trái dừa không mày ăn cái nhà, cái mình chẻ ra đẹp hơi. Cái này đem chụm tận dụng dài dài mà hè nhóc, nhưng mà có ăn dục có nhóc vậy. Mà chuối giờ chín rồi cả nhà, chín vàng hực hết trơn. Anh sắc cà nha. Giờ sẽ sắc huyết kìa. Mày lấy hột rồi đang trọng đó nha. Lấy hột rồi đang gãi ra qua vòng. Giờ mình cắt huyết. Cắt huyết con luộc. Luộc hồi bỏ vô bún riêu. Cái huyết này là em sẽ luộc riêng. Không có để chung cái nước luôn. Thì? Để vô nước nó đục. Đục à? Đục nước à? Đục chứ mình luộc vậy đây nè anh. Anh em miếng này kia vô ăn nó sẽ cái miếng huyết của mình á. Nó bọt bọt, ngon lắm. Nhiều cà đó ương sống hết không mẹ? Sống. Chỗ nào nước mà đất có phân ỉ ỉ nó lên dưới. Khổ mùa giống đó nha. Nhiều là lên là cũng bọn cây luôn. Mùa giống vịt 10 ngàn nó trồng lên được không đó. Giống như mà bông hoa hồng á anh. Bông hồng á. Chỗ nào có phân phân. Giải vô cái đám cải luôn. Ừ. Cho lên nữa cái bứng nhà chồng. Mẹ sắc cà. Sắc ra rồi mới bầm. Để bầm, mình đi luôn cho mình. Ngọt nước à? Chua nước à? Cho cái xào, lấy nước. Làm nước nước riêu. Cây dao này hổm gài mua chưa có kịp xài nữa nè. Chút mẹ bầm này nè. Cây trường nữa à? Bén không, bén không, bén không? Bén. Tôi thử cái nè. Dao bén. Dao bén. Cây dao này cũng trắng tươi. Dao bén chứ. Mày thử sắc trái cà, thử cái nhẹ cái thứ mà thử nó bén không? Bén, cho cái trái cà dễ sắc thôi. Bén. Ừ, bén à, ừ. Ngon luôn. Giờ cắt đi. Bén không, bây giờ bén không? Trời trời, ngọt nha. Ngon hả? Giờ bén thì làm thấy ngon. Thấy miếng thịt thấy ngon. Ừ, đó. Quan trọng cắt cái da thôi rồi. Không cần giấm. Chúng là cái da em cắt thử rồi được không? Hả? Rồi cái da cắt thêm được không? Miếng thịt đó không có mỡ nhiều ha.
sao lựa ngay miếng này ngon nè. Chứ mà mở nhiều là ôi ôi con béo nè. Giờ bỏ cục thịt vô nấu mà cái trái dừa này nó hơi bị khói than dừa vậy. Hồi xưa ngọt nước à. Đẩy nắp lên. Cái chuyện nó cháy cháy dữ lắm. Cái dừa cháy dữ trời. Được rồi đừng thổi nữa. Đó cháy rồi nè. Phà đó chưa. Thổi hồi sấy xào cà. Đặt lú á, chín mấy con cá với con cua mình gọng cua đồng lại nè. Nghe người ta chỉ là con cua đồng nè, là nó chị ho. Cái vợ mình bơi và vợ ho quá trời thì thử làm theo coi tôi hết ho. Nướng cái bỏ tiêu vô trong cái mà cái mu của nó rồi ăn mà không biết sao chị ta chỉ gì đó. Cái gì con đặt dính đem làm cho bà ăn thử hay sao. Ho suốt đêm chị không nổi, không ngủ nghề được chứ á. Ho quá trời ho. Xào súp hả? Xào mà cà chua nè. Hộp mới ha. Đói bụng rồi. chưa hoàn thành nữa đói bụng rồi. Bữa nay nước cạn dữ hả anh? Giật kìa, bữa nay nước bị giật. Ngày thấy qua ngày nó giật cạn dữ. Bỏ cái tôm khô nè, anh vô mình nấu cho ngọt nước. Thì nấu nhiều phải có tôm khô nè. Có cũng được, không cũng được. Nấu này bỏ vô cho nó thơm anh. Thì mình muốn bỏ không. Cái này nào ghiêu đó hả? Đó, nấu chơi còn thao luôn à. Có nó ra màu nữa không anh? Có màu, cà chua vô nữa thành màu đỏ rồi. Ừ. Nói chung ở nhà ăn thì làm những cái vật cái mà màu tự nhiên, chứ không có làm cái màu kia. Người ta nấu ngoài chợ người ta pha cái màu kia cho thịt đó. Đỏ rồi tôm nữa. Đẹp ha. Bây giờ thịt xương nè, cái miếng thịt nạc nãy mình luộc rồi đó. Bỏ vô cho quét trong cái chảo này cho nó tận dụng à. Tận dụng lên để bỏ uổng. Nè nó cũng ra nè, đã thấy không? Đó. Đó. Thịt huyết với thịt. Xương bỏ vô hầm lại nữa cho nó mềm. Đúng ra là ăn gì anh biết không? Gì? Chấm giò heo rồi đó. Giò heo, móng heo nè. Giò heo rồi mà thôi em thấy ăn này, em muốn ăn này hơn. Cho thịt vô, thịt nạc. Mớ xương. Cái mô Phật. Ngon ha. Ngon. Nấu bán được chưa? Hên xui, cái đó hên xui à. Nấu bán được biết người ta được ăn không ấy. Sao không ăn? Mày ăn xong người ta khen hay người ta chê bắt đầu vấn đề nữa. Chút nữa cái nước này, nước cà chua nè nè. Nó thấm vô cục thịt luôn là nó có màu hường hường với hồng hồng giống như là người ta bán vậy đó anh. Bỏ vô luôn. Cái nồi này hấp dẫn thôi anh. Mấy con tôm này bỏ vô luôn không? Bỏ vô luôn. Yeah. Bỏ vô cho ra nước ngọt. Miếng sú nha. Cái nồi này hoành tráng nha. Hoành tráng lệ luôn hả gì? Ăn là sáu bảy người. Người ta nấu thì nấu cái son. Con này cho nguyên cái thau. Để xe cho nó thấm từ từ. Hồi chắc đổ vô miếng nước nữa đó. Ít nước hả? Ít nước. Cái đỏ với của cái trắng vô cho nồi nước súp cho nó ngọt. Này nó súp ngon hay mẹ? Hay nước súp vô nó ngọt. Cho ngọt nước hả? Cho ngọt nước của cái đỏ của cái trắng. Giờ anh em bột ngọt vô. Nồi này chắc hết được ngọt quá. Nếm chừng phải không? Nếm chừng, hồi thử gì ăn chưa. Nếm xong thử lại nữa. Nếm hồi sau mà ăn chát hoặc là ngọt chết mới cười. Thì ai cũng nếm vậy mà. Hết muối luôn. Nếm xong rồi thử lại. Không ăn đâu.
Còn còn mấy đầu bếp trong nhà hàng là ta có liều lượng hết chưa phải không? Đúng rồi, ta có liều lượng. Người ta nhắm chừng bao nhiêu sử dụng bao nhiêu muối, tỷ lệ 1:2:1:3 gì đó. Còn mình chơi tay ngang đi. Tay ngang. Vừa ăn là mừng. Thơm ha anh. Có mùi mà của tôm khô á. Vô cái nó thơm. Này không có nắp đậy lâu sôi lắm. Bây giờ bỏ huyết vô. Đủ chứ, chứ không phải huyết giống như thịt bò mà để sống vậy cho nó ăn, trụng nước vô đem ăn hả? Cái này cũng được nhưng mà mình để vô nước đây nè, tại cái nước mình đã nêm rồi cho nó thấm á, rồi chút xíu mình nó thấm vô miếng huyết ngon luôn. Cũng được luôn hả? Được rồi. Bốc gột quất. Ta huyết ta luộc chín rồi. Được ha, thì cũng được ha. Ngon ha. Ngon nè. Đem gì có 2-3 cái vậy? Ba cái với mình, trời, còn cái bốn cái, đủ bốn người ngồi à? Có bốn người à? Bốn người. Khi nào dư nữa kiếm nữa. Bốn cái, ba cái cây, với đây cái là bốn cái đủ hả? Ghi đậu. Còn nếu khách lại đông nữa thì mình trải chiếu ở dưới. Cho ngồi dưới đất ha. Người lắm phút thôi. Đó, sao? Đẹp chưa? Đẹp à, êm à, êm à. Được rồi, cái ghế đó hả, chắc hơn anh đó, cho anh nhúng. Dạ, pha mắm guốc vô. Thêm mắm guốc, cù gió thảo. Có kim ngập, chứ kim cương, chứ kim ngập thì đi sao rồi. Mắm guốc vô. Dạ, cho anh. Mà ngồi nha, nghe mùi mắm guốc nghe thơm liền anh. Mắm gì mà phải nhờ có mắm guốc. Cho nó điều. Cũng như thịt chó là phải có mắm tôm. Vậy dạ. Đúng không? Ăn mà... thịt chó là phải có mắm tôm mới được chịu được đó phải không? Đúng rồi, nhưng mà mình thì không có ăn chó mèo. Ở nhà mình không ăn chó mèo cả nhà. Thơm nha. Đó có mùi đó. Uống ghiêu mà không có ngồi ở quế là như thất bại vậy. Cũng như ăn thịt chó không có mắm tôm nữa hay gì. Như uống bia không có tẩy gì. Trời ơi vậy hả? Ừ cái này khác hả? Uống bia không có tẩy gì. Giờ ginh gà trước cho nó mát, nó sáng. Có không khí ở trong lành ăn nhiều tô. Được chưa? Lấy ghế nữa, lấy ghế đảo vô. Ăn ngồi ngoài này vừa ngắm cá đồ luôn ha. Cá phong cảnh đầy đủ. Ghế đậu hồi nãy là tổ mới đem ra. Bốn ghế là bốn người đủ rồi. À. Đúng bốn ghế luôn mới chịu nha, không dư cái nào luôn á. Gì nào có khách đông cũng tiếc. Vừa đó phải không? Xác luôn rồi, xác luôn. Mẹ văn giống mẹ nằm rồi, nãy giờ nấu mệt. Ngồi bên. Cái thao nhìn cái mà cái sửng gao là thấy thèm ha. Hấp dẫn hả? Hấp dẫn quá. Đẹp hơn vợ của tôi nữa trời. Phải rồi. Dạ em bắt ma bắt mâm ha. Dạ bắt mâm ra đây. Bắt tô chứ bắt mâm gì cho nội. Cho nước để lò ga. Ô là chèn. Ăn lò ga luôn, trụng lò ga ngoài này luôn cho nó mát. Nóng luôn, vừa nóng vừa ăn mới đã. Rồi bật lên thử cháy múc. Lò ga không. Chịch thế gì đó mẹ ơi. Dạ. Cháy chưa? Gió nó bị ùa. Nè. Chơi một thao luôn. Gió không? Gió. Gió bà nào đi? Bắt tô thôi. Chim lá chuối mà che lại mới được. Hả? Con chuối che gió lại. Che gió hả? Gì mà đó. Im chưa? Im, hết gió rồi đó. Giờ mắm guốc này đáng hồi vậy mà chấm huyết với chấm xương thịt rồi đó. Cái này có cốc me nó tới không chịu luôn. Cốc me à? Dạ bắt khỏi thịt luôn. Hả? Con muốn có cốc khỏi. Cốc khỏi là hết sảy luôn. Hay đi làm cho nó mắm. Mắm bàn hơi nhỏ mà quá trời cái thau nó chiếm hết diện tích luôn. Mẹ hồ mẹ ăn gao không? Không. Khỏi gì à? Bún không có không? Bún không thêm mấy kìa miếng giá. Nó thích thật. Chúng
hết nước mắm hả em? Hả còn? Nước mắm nào? Có, trong cái thùng Apple á. Nguyên chai luôn đó. Mình cây dừa đó trái một kiểu nha. Hả? Dừa có hai tàu và lá dừa tụ xuống á. Cây dừa đó trái nhiều. Thôi nước mắm lấy cái tô cỡ đó đó ha. Chưa đi Phan, để từ từ đi cho nó sôi, bắt đầu lấy lá chuối dẹp xuống là nó rộng rãi à. Nhiều quá. Đầy bàn á. Đầy bàn chưa. Dính tay cỡ này. Đã quên thấm miếng nước. Nước này ra bớt, ăn chừa. Ăn chừa mình chừa trụng lại á. Để sao không? Trụng sao không? Để coi mà ai ăn sao thì ăn. Nước mắm. Quá thứ một nồi thao thao nước. Thứ ba nó đi làm nữa cả nhà. Chừa rồi chiều rủ nó ra chiến. Nó làm tới 6 giờ tối mới về. Chiều rủ vợ chồng nó ra. Chiều chiến hả? Chiều chiến. Bữa nay chỉ có cu Út này là được nghỉ. Bữa nào không chạy xe nữa Út. Quá nên tôm ngon. Bữa nay hai nhỏ này học nó đứng ngoài chở nó nha. Chừa cho nó đó nè. Làm. Cái giá nhỏ quá. Không mua thêm giá bự nữa. Không có đem ra giá bự. Giá bà hỏi giá bự đó 5 ngàn. Hả? 10 ngàn. Vậy hả? Ừ, 10 ngàn tao mua cây đó rồi để trong này cây. Hỏi chở gì mẹ? Ông xe ra chị ban ngang bác. À dạ. Nè, chị thấy ông ra hoài đó. Ừ, ông xe chị ngang bác. Đây 10 ngàn. Giá bự. Bữa nay cha đi làm đó nha. Nấu cái nước ngon à anh ơi, thấy giống ngoài chỗ bán chưa? Giống nè, có màu nè, màu thơm mình nói chưa? Ừ. Được chưa? Rồi, còn nhiêu đây á, ở nhà bố mẹ con. Giờ vớt tép ra. Anh ơi, lấy cái dĩa vớt tép luôn nha. Ok. Đi giỡn, giỡn giỡn nè nó. Nó có bậy chứ. Đốt một hơi. Thái không? Ừ, tép lột kho đó. Cái này nó để nước đá nó bị ấy nó không ngon. Nhưng mà nó tươi hổm á, hổm tươi ngon á. Nhất nãy để vô mấy con nữa. Có mùi bún riêu. Chừng nào ấy cái đặt cua đồng á anh. Lấy cua đồng cái đâm mưa ra. Mưa á, mưa xuống mới có cua à. Mưa đây cua con nó không? Hả? Chuyện đây còn con không thấy nè. Nó tiệp với cái màu riêu màu à? Nước. Ừ. Này cụp thịt sắt ra đặng gấp ra cho nguội đặng. Thớt không? Thấy em thớt kia dao nè. Wow, nó chín rồi. Đủ ăn đâu, vừa có hấp từng tụng nữa. Ngồi rồi. Cho nên là mình hút nước ra là đúng không? Tại vì hút trụng. Cái kia trụng nó sẽ lỏng. Ừ. Cái sau đằng sau nha. Vừa lại. Út, đi chẳng mua tao 5 lít rượu coi. 5 lít nhậu hết đâu. Mày giả bộ đi theo đi. Nói để chân đi. Chơi chiều nó bao đi. Chân thôi chứ uống gì nhiêu hả? Cái dòm, về dòm nhé. Quá. Sao càng lúc con càng nhịn vợ con càng thấy thương nó vậy mẹ? Gì quá. Cứ cho ăn là con mê đó. Là thương dữ lắm. Hèn chi. Nấu thôi kêu nấu rồi ăn rồi thương cái gì. Công nạn thương vợ dữ trời đó. Quá vậy bồi bổ luôn hay gì? Bồi bổ quá ngày nấu cho ăn. Cho xôi cái nha, cần nó nước vô. Không có ăn thì ta 6 giờ tối là ta ngủ rồi. Là thương ít. Còn nếu có ăn no thì tầm khoảng 11, 12 giờ ta vẫn thức. Thương nhiều không? Chịu chưa? Chịu chịu. Thức coi phim chứ không làm gì cả nhà. Coi phim, coi nhạc nghe nhạc. Rồi nó bẹ rồi đổi đằng đất à. Thường thường thuốc đằng đất. Dạ rồi bày bày đằng á. Từ cái nùi đều cái chỗ đó đó. Cái lá chuối đi cái đầu nó sùng lại liền.
nó bị gió vô nó tán gió ra. Không thì mẹ. Ừ. Ngồi đi mẹ, ngồi ghế đi. Ngồi đây hả? Ngồi ghế đó luôn đi. Trụng xong rồi đem dẹp cái nồi này, cái mình ăn cho nó gọn. Ôi. Mẹ mẹ. Mẹ không muốn quốc không? Canh tắt rồi đó. Trời bún ăn dữ vậy rồi. Đặt nè. Đặt nước mắm. Nè, bọn đũa Út ơi. Đũa đâu? Ừ, biết thiếu gì không? Thiếu gì? Chả cá, chả mà chả chả tán ra, chả cá mà chiên á. Ừ. Thôi có chả nó ngon. Chờ nó cũng muốn đủ. Ừ, tô này tô của anh. Đó. Trời hết trời, quá trời bự. Tô này tô của em. Gao dữ. Tô này nó gao không luôn. Có gao mới ngon, bún mà không ăn gao là đâu có ngon đâu. Nghe. Gặp chả cá kia mới ngon nha. Con chả này ông này không cười mỉm 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 hoài. Muốn nói gì đó đại đi, cười mỉm mỉm gì. Mày né đâu tao cũng quay ngay mày hết trơn á. Cỡ mày cho mất cỡ, cỡ là quay ngay luôn vậy. Nóng không? Nó mất cỡ trời mới nhỉ. Vụ giữ trời mới chịu quay đó, mới chịu lên hình đó. Rồi bây giờ là xong. Rồi gan đi Út. Thử hay ngon không? Ăn review đàng hoàng nha. Review xôm rồi lên nha. Ngon nó ngon không nó không nha. Ăn đi. Ăn đi, anh sao cũng được vậy á, dễ lắm. Bún riêu. Không muốn riêu cả nhà ơi. Riêu ngon quá nè. Thơm ngon nha. Quá, thơm quá. Mẹ ăn muỗng nè. Nè ổ. Được hai cây muỗng đó. Đem có hai cây ra nè. Hai cây ra vừa bữa đem ba muỗng kia ra. Rồi bây giờ là mời cả nhà ăn bún cả nhà ơi. Bún riêu. Quá đổi địa điểm ra ngoài hàng ba ngồi ăn cho mát. Bún riêu này nấu cũng đơn giản à, chứ không có cầu kỳ. Chứ nếu như nấu cầu kỳ là anh còn có biết cái gì nữa không? Làm gì? Riêu cua. Có cua á không? Cua giả ra. Cua nữa. Có cua đồng. Với chả, chả phải chiên nữa mới ngon. Bây giờ thử trước tiên là thử khục huyết cái đi. Mời cả nhà cả nhà. Huyết thì thật thật ngon. Mày ăn bài bản quá ta. Nãy giờ tao bún hết tô, tao bún rồi, không chọn chưa xong nữa. Quên ăn tắt. Từ từ ăn. Thấy nhỏ nhẹ không? Từ từ ăn. Ngớp vô nè mẹ. Ngớp vô cho the the cay cay ngon. Ngon quá, cái nước. Sao? Ngon quá. Còn em thứ ba mà nó cũng không nói chuyện nha cả nhà, nó hiền cô à, mà đi làm rồi. Rồi ghị hỏi nó nhí ghí không nha. Không ai nói chuyện chứ. Có anh Tổng nói chuyện nhiều. Anh mình nói chuyện nhiều nhất. Không nói là từ chọc mới nói hết. Có sườn khô rồi mới ngon ha. Chị này bà làm được tống gao nè. Gao ngon. Có tỏi sấy không? Không. Nãy quên sấy củ hành. Ừ. Quá quay miệng Út ăn à. Nó miệng mốt hả vậy? Miệng mốt. Thôi giờ tới mình vô ăn cả nhà. Tô này sao nó linh đình quá chỗ. Linh đình không? Hết rồi này nữa. Lâu lâu cho ăn tô vậy đó, còn đòi gì nữa. Bòi bổ vậy đó, nguyên tôm bự luôn thấy không? Đó. Hấp dẫn nha. Hợp quá. Mời cả nhà nha cả nhà. Sao ngon không? Nó không nên lòi luôn. Đúng không?
Nó không nên lời luôn hả? Ngút là nó quất hết một tô, thấy chưa? Nhìn nhanh nãy hết tô rồi. Thằng hết tô đó. Gặp đi ra chợ tô đó cả nhiều biết không? 25-30 ngàn. 35 á. Cái gì? Giờ có giá gì ha. Nhầm chỗ 35 luôn hả? 35-30. Mình ta có chả đồ này nọ nữa phải không? Ta đủ đồ hơn. Với lại đâu có làm tô giống vậy đâu. Ta làm tô ít xịu bún thôi. Út xong rồi đó. Xong rồi đi. Út no rồi. Chiều còn chổng nó chiều bún nữa ha. Cười. Có gạo mới ngon. Ngon. Rồi, hấp dữ rồi. Ngon quá, chẳng đói chứ này. Ngon dữ hả? Đồ nữa mày. Thôi nghỉ rồi. Chiều ngủ một tâm được ra ăn. Còn chưa thao với nhà chiều ra mấy em tay gai rồi chơi. Nói về chợ mua thêm chục cái muỗng nha. Ha, 5 cái muỗng ấy nè. Muỗng rồi. Muỗng hổm mà hồi chợ 1 cây 2 ngàn bạc. Không chịu mua. Không quên mua tiêu. Cây muỗng dài lắm anh. Muỗng dài dài không 2 ngàn bạc. Muỗng bự bự không? Ừ. Tao mua được 5 cây. 5 cây trúng cơm 5 mâm đó. 5 cây muỗng này với 5 cây giá. Muỗng dài còn ở nhà muỗng giờ cục cục thôi. Sạch tô hả? Sạch tô hả? Nhớ chữa tô đi, đồ đũa lại nha. Liếm à, liếm à. Mẹ chẳng còn mấy muỗng này mẹ. Muỗng gục đó hả? Cái dạ. Gì? Có không vậy, khỏi mua. Nhất luôn. Rồi rồi, rửa chén đó nha. Giờ phải ăn xong bây giờ phải rửa. Cặn đồ tôm, tôm cá nè để cho. Giấu à? Giấu nè. Cơm thừa thì cho cá nữa nha. Còn nếu mà cơm thừa mà dạng còn nguyên á thì phơi khô, nửa chiên. Chừa để hết thân bỏ gì hết trơn nha.